Một phụ nữ qua đời sau khi bị bỏ mặc 4 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu. Tin truyền thông Lệ Đàng đưa tin bà Nguyễn Thị Trí, 57 tuổi, đã bị chết trong phòng cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy vì bị bỏ mặc trong một thời gian đã là 4 tiếng đồng hồ. Ngày 12 tháng 7, bà Trí bị bệnh tiểu đường mãn tính và huyết khối tĩnh mạch chân trái, được gia đình gọi xe cấp cứu vì bị hôn mê. Trên đường đến bệnh viện, bà được bác sĩ thăm khám và truyền đường. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bà bị bỏ mặc ở đó cho đến lúc ngưng tim, hạ huyết áp và qua đời. Con trai của bà khẳng định bà bị mất vì sự tắc trách của bệnh viện và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra và xác minh vụ việc. Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, thì nạn nhân đoán tử vong do hôn mê sau ngừng hô hấp, tuần hoàn đái tháo đường loại 2. Ông thay mặt bệnh viện xin lỗi gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện nhận định ban đầu nguyên nhân là do bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm giải quyết trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền, chưa nhận được chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra. Trường tua trực cấp cứu theo dõi chưa sát tua trực. Việc phân công sắp xếp chưa hợp lý để phát hiện và xử trí kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường. Bệnh viện Chợ Rẫy là một bệnh viện có tiếng ở Sài Gòn, đã đình chỉ công tác trường tua và bác sĩ khám ban đầu. Tham nhũng, ăn hối lộ mang tính hệ thống ở Việt Nam và ở các cơ sở y tế không có ngoại lệ. Để được thăm khám và chữa trị nhanh chóng, thân nhân của người bệnh thường phải đút lót tiền cho nhân viên y tế. Không rõ trường hợp trên có phải là do gia đình chưa đưa tiền cho ekip trực cấp cứu hôm đó hay không.